Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Cường CP nhé. Thì cũng đã một thời gian rất là lâu rồi Trường Cường chưa quay trở lại đường cao tốc nha mọi người nhé. Trong Tết thì trời mưa rất là nhiều nên là hôm nay Cường mới quay trở lại được cái đường cao tốc này nhé mọi người. Thì tại đoạn đường nối giữa điểm cuối của Móng Cái là khu vực Hải Yên và xuống đến Hà Cối nha mọi người nhé. Cường định đi thẳng cái đoạn đường xem đoạn đường Hà Cối Tiên Yên nó như thế nào ấy, nhưng mà do là công trường đang thi công cho nên là đường bị lấp không thể qua được nha mọi người. Thì bây giờ Cường sẽ quay dọc từ đây lại quay về dưới Móng Cái cho mọi người được biết tiến độ công trình nó như thế nào nha mọi người nhá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh của Cường thì xin mọi người hãy cho Cường một lượt đăng ký kênh và một like nha mọi người nhá, để Cường có động lực ra thêm nhiều video mới cho mọi người cùng xem nhá mọi người. Đây, như mọi người được biết thì ở phía trước mình kia là công trường đang lấp đất chắn đường rất là khó đi, cho nên là Cường sẽ phải quay lại. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Và nói đúng hơn thì là gần 2 tháng nay rồi thì Cường mới bắt đầu được quay lại con đường cao tốc này. Nói chung là con đường cũng được hoàn thiện rất là nhanh, nhưng mà do thời tiết là mưa rất là nhiều. Vì mưa rất là nhiều cho nên là ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng rất là nhiều mọi người ạ. Như mọi người đang nhìn thấy thì đoạn đường Hải Yên này họ đang đổ bê tông, đổ giải phân cách nha mọi người nhé. Độ hoàn thiện thì cũng tùy thuộc vào từng đoạn của từng nhà thầu nha mọi người, vì do thời tiết mưa bùn quá nhiều. Như chúng ta đang nhìn thấy ở bên cạnh đường này thì là họ đang đổ những cái tấm đan bằng bê tông để họ kè ở hai bên bờ. Ở hai bên bờ thì là nước biển cho nên đất nó rất là mềm, cho nên họ phải đổ những cái tấm đan như vậy để kè hai bên mọi người ạ. Đây, như đoạn đầu cầu thì vẫn còn đang được thi công như thế này thì xe vẫn chưa thể đi thông được nha mọi người nhé. Để đi được thì Cường sẽ phải vòng đi lối bên dưới của cây cầu nha mọi người. Mình thấy thì có một số bạn đã nói là đoạn đường từ Vân Đồn đã thông đến Móng Cái, nhưng thực ra thì vẫn chưa thông nhé mọi người nhé. Đây, mình có đi thật thì mới thấy được nhé mọi người nhé.
Đây, ở bên dưới gầm cây cầu thì các bạn nhìn những cái chân trụ cầu được thiết kế và xây dựng rất là chắc chắn. Do thời tiết từ lúc trước Tết đến giờ thì trời toàn là mưa và rất là lạnh, có lúc là xuống đến 6 độ, 7 độ, cho nên là ảnh hưởng rất là nhiều đến tiến độ thi công. Và chiều dài của đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái thì là 82 km nhé, với quy mô là 4 làn xe, vận tốc tối đa là 120 km/h. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái có tổng kinh phí đầu tư cho tuyến này là hơn 13.000 tỷ, tăng gần 2.000 tỷ so với tổng mức đầu tư ban đầu đã được phê duyệt. Bây giờ đang là đầu giờ chiều cho nên là các công nhân đã ra làm việc rất là đông. Với những cái cây cầu như thế này ấy, thì các bạn mà nói là đường đã thông thì mình sẽ không tin đâu nha các bạn nhé. Mức đầu tư của con đường này được tăng lên gần 2.000 tỷ là do vận tốc thiết kế được tăng từ 100 km/h lên 120 km/h nha mọi người nhé. Khi mà đường cao tốc hoàn thành thì sẽ rút ngắn thời gian từ Vân Đồn đến Móng Cái chỉ còn 50 phút so với thời gian 2 giờ 30 phút hiện nay. Rất thuận lợi cho giao thông đường bộ nha mọi người. Chuỗi cao tốc này cũng đồng thời hoàn thành chuỗi cao tốc dọc tỉnh, đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành địa phương sở hữu đường cao tốc dài nhất Việt Nam hiện nay, nó gần 200 km. Như ở các video lần trước thì mình cũng đã nói là chắc là khoảng tầm giữa năm 2022 thì là sẽ hoàn thành. Thế nhưng mà do thời tiết không ổn định ấy, thì đã làm chậm đi tiến độ thi công rất là nhiều. Dường như bây giờ mới nắng lên được có vài ngày thôi, cho nên là công nhân đấy cũng có thể là hoạt động làm lại ở những cái nơi mà bùn đất rất là nhiều. Trước đây thì ở cái đoạn này thì mình cũng đã bay bằng flycam để cho mọi người nhìn từ trên xuống. Chỗ này cũng được thi công rất là tốt rồi. Thế nhưng mà đến giờ thì vẫn chưa thêm được bao nhiêu cả. Thì cũng gọi là gần sau 2 tháng mình quay lại đây nhé mọi người nhé. Do trời mưa thì kéo dài mà thời tiết thì rất là lạnh, có lúc xuống đến 7 độ, có lúc xuống đến 6 độ, nên nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến tiến độ thi công của công trình. Như ở video lần trước thì cái đoạn này cũng đã được đổ nhựa rồi, nhưng mà gần 2 tháng thì bây giờ nó bắt đầu đang xây giải phân cách nha mọi người. Cái giải phân cách này thì họ sẽ đổ bê tông nhé mọi người nhé. Giờ họ đang đổ đất để làm nền, rồi sau đó họ sẽ đổ bê tông. Sau gần 2 tháng quay lại mà cái đoạn này thì nó cũng không mới mẻ gì thêm được nhiều lắm. Ở đây là đoạn gần đến trạm BOT đấy nhé mọi người nhé. Đây phía trước mình đây là đoạn xây bốt BOT này mọi người. Thì vẫn như trong video lần trước, vẫn là nền đất, chưa có bê tông nhé.
từ sau đoạn trạm BOT thì lên đã được đổ nhựa hết và cũng đang làm giải phân cách. Hệ thống cột đèn chiếu sáng ở đây thì được lắp rất là đầy đủ rồi. Và đường điện thì cũng đã được đi ở dưới lòng đất rồi nhé mọi người nhé. Đi đến đây thì cũng là đã gần đến cây cầu Ca Long 2 rồi mọi người. Không biết rằng là cây cầu Ca Long 2 đã được đổi mới nhiều hay là chưa nữa. Những cái khoảng đường màu đen kia là họ vừa mới đổ nhựa xong. Còn theo mình thấy thì cây cầu này thì vẫn chưa thay đổi gì nhiều lắm. Qua cái cây cầu này thì là sẽ đến cây cầu Ca Long 2. Có lẽ là mình sẽ không đi được tiếp rồi mọi người ạ. Bởi vì ở đây cả hai bên làn đường đều mới được rải nhựa xong. Mà nhựa này mới rải thì nó rất là dính nhá mọi người. Nên chắc là mình sẽ không đi được rồi. Mọi người, thì cái đoạn này là mới đổ nhựa xong cho nên là nó còn rất là dính, không đi được. Có lẽ là mình sẽ phải quay về ở đây thôi. Mình phải tạm dừng đoạn đường tại đây thôi. Thì để hôm nào mà nó khô ấy thì bắt đầu mình sẽ quay tiếp cho mọi người được biết nhé mọi người. Giờ thì mình cũng xin chào và được hẹn gặp lại mọi người ở trong các video sắp tới. Mong mọi người ủng hộ cho mình để mình ra thêm nhiều video mới hơn.